Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ làm một cái video về con tủ lạnh Mitsubishi. Sẽ hướng dẫn anh em cách tháo cái bơm nước của cái hộp nước và đá rơi này. Hiện tại là nước ở trong này quá rồi mà nó đang không bơm nước xuống khay và không làm được đá rơi các bạn nhé. Thì con mít này các bạn lưu ý cho mình là nó có cái hộp như vậy. Thì các bạn phải tháo cho mình ba con ốc ở dưới gầm này ra. Đây, hiện tại là ở dưới gầm này có ba con ốc. Thì các bạn phải vặn được ba con ốc này ra để các bạn lôi cả cái hộp này. Ở dưới này có cái motor nhé các bạn nhé. Thì là bây giờ các bạn cứ tháo dần đi. Tháo dần ra để lấy con tháo ba con vít ở dưới gầm đã. Thì ba con vít này nó có một cái motor nằm ở góc đây để nó bơm cái nước ở cái cánh quạt này xuống này các bạn này. Đây là ở trong cái hộp nước này nó có một cái cục nam châm. Đó, là khi motor này nó quay là nó sẽ quần theo cái nam châm ở trong này và nó bơm nước vào cái lỗ đây. Cho nên là nhiều bạn mà hỏi mình là cách tại sao mà cái bơm này nó không có điện mà nó vẫn bơm được nước xuống ấy. Thì là nó có một cái motor nó nằm ở góc này. Thì hiện tại là mình đang nghi là nó kẹt bơm, nó không bơm được nước xuống nhé. Vì tủ lạnh đang đạp tủ lạnh rất là sâu mà không làm được đá, và cả có khả năng là bị kẹt. Thì các bạn tháo ba con ốc ở dưới gầm này ra trước, sau đó là các bạn là tháo con ốc vào cái tai ra để chạy cái hộp gạch này lên, hộp nhựa lên. Khi các bạn vặn xong như vậy là nó sẽ ra được cái hộp như vậy, là các bạn cậy cái hộp lên là được. Thì các bạn để ý cách tháo là các bạn có thể tháo được cái này ra để kiểm tra cái motor. Đó, khi các bạn tháo xong thì con ốc ở đây này nên nó gắn trên cái hộp thì các bạn tháo nó ra là xong. Đấy, riêng tủ mít mà nó có hộp nước như vậy, hộp nước mà nó không có cái nhiều con nó có một cái ô nhìn nước ở đây nhé, thì các bạn lại tháo kiểu khác, nó cũng có như vậy thôi, nhưng mà các bạn phải tháo thêm cái con ốc ra. Bây giờ các bạn dùng tôi biết hai cạnh nhỏ hay là to thì các bạn cậy cái hộp này lên là được. Khi các bạn phải tháo được ba con vít ở dưới gầm này ra các bạn mới cậy được các bạn nhé. Ba con vít ở dưới gầm này, còn các bạn mà không tháo được ba con vít dưới gầm lên thì các bạn cậy nó sẽ vỡ. Bây giờ thoại thì mình sẽ tiến hành cậy lên xem. Khi các bạn cậy tháo vít ra cậy là nó sẽ ra như này. Đó, đây các bạn để ý này. Các bạn đặt lên là các bạn sẽ nhìn thấy cái motor ở đây. Motor dưới gầm này. Và ba con vít đây là các bạn này. 1 2 3 này. Rồi, ok. Thì bây giờ mình sẽ tháo motor ra để kiểm tra xem nó có bị kẹt không nhé các bạn nhé. Thì motor nó có 2 dây thôi. Có quyền có 2 con vít và nó cũng là 2 dây thật các bạn nhé. Đây. Nó hàn vít này các bạn tháo này. Tháo ra và các bạn cầm quay cái nam châm mà nó kẹt thì các bạn xử lý cho nó trơn lại và các bạn lại lắp vào. Còn nó mà trơn rồi thì nó sẽ liên quan đến phần mạch các bạn nhé, và motor nó bị chết. Bây giờ sẽ tiến hành tháo motor ra luôn. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo ra thôi, thì là cái này nó tương đối là phức tạp, nhiều bạn cũng không biết cách tháo luôn. Thì qua cái video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỗ tháo. Rồi bây giờ các bạn mở ra, các bạn quay thử xem có trơn không. Ồ, vẫn trơn các bạn ạ. Như vậy là motor nó vẫn trơn bình thường đấy các bạn ấy, không có hiện tượng bị kẹt. Cái này nó hút một từ đúng không, nam châm bên đấy là nam châm, còn bên đây nó cũng là một cái, cũng là một cái nam châm để nó khi cái đấy quay nó quay theo. Rồi như vậy là cái motor vẫn trơn. Bây giờ mình sẽ để ra ngoài như vậy mình test xem là. Bây giờ mình sẽ đóng cái cửa dưới này. Bây giờ mình sẽ test thử xem nó có quay không các bạn nhé. Bỏ cái nam châm đi. Vì nhiều cái nó không nhận nam châm. Rồi. Nhiều cái nó không nhận nam châm, mình sẽ phải đóng cánh cửa vào.
Bây giờ mình sẽ tạm thời đóng vào để cho nó hết cái nhớ là cái đây đó. Cái đèn đó. Ok. Rồi. Bây giờ ngoài màn hình này này, nó cứ nút ấn giữ 5 giây này. Thì các bạn ấn giữ nút này nhé để test xem là motor nó có quay không nhé. Ví dụ nếu mà test motor vẫn quay thì là các bạn cứ thế là lắp vào thôi, không cần phải kiểm tra mạch nữa. Bây giờ mình sẽ ấn test này và mình sẽ quay ra cái chỗ motor đã này. Coi như motor mình vẫn đang để nguyên này nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái sắt này. Cái sắt ở bên trong này. Đó, đây hiện tại là chưa quay nhé. Bây giờ mình sẽ test này. Mình sẽ ấn giữ 5 giây. Rồi. Các bạn phải nhìn thấy cái motor ở trong nó tự đảo cơ. Motor kia nó vẫn chưa đảo. Đang đảo. Đó, à đây motor đây. Các bạn nhìn qua cái khe này đang đảo, đang đảo ben này. Đó. Như vậy là ben đã đảo rồi nhá. Bây giờ mình sẽ xem là motor đây nó có quay không. Khi nó lật lại là sẽ phải bơm nước vào này. Đây hiện tại là chưa quay. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn là cách tháo trước nhé. Còn sửa thì mình sẽ làm một cái video sau. Nếu mà test mà nó quay rồi thì không cần phải sửa nữa. Đây quay rồi các bạn này. Các bạn nhìn thấy quay chưa? Đấy, như vậy là nó quay tiếp luôn. Rồi ok. Như vậy là cái phần này đã ok nhé. Thì bây giờ các bạn phải kiểm tra cả phần hộp nước nữa. Vì là lâu ngày trong hộp nước, trong hộp nước này này mà nó kẹt đây, đây trong này nó không cái từ đây, từ trong này các bạn lôi ra cần phải có nước lạnh thêm đây, cái từ trong này các bạn này, nếu mà nó kẹt thì các bạn đây cái nó có lấy đấy. Như vậy là motor đã ok rồi đấy, xoay ngược này ra rồi, vặn này ra rồi, quay thử cái này nhá. À đây cái này trong này có cái nam châm này các bạn này. Trong này có nam châm này. Khi đặt sắt đây là nó sẽ quay các bạn nhé, đặt sắt đây nó sẽ quay này. À, đặt sắt đây là nó sẽ quay như này. Bây giờ mình sẽ để như này để quay xem nào các bạn nhé. Nào bây giờ mình sẽ làm mình lại ấn test lại nhé. Giờ mình sẽ ấn giữ 3 giây xem nó có quay. Ấn giữ 3 giây không có tác dụng các bạn nhé. Bây giờ mình vẫn ấn giữ 5 giây. Rồi. Mình sẽ xem. Rồi, miền đá đang lộn lại nhé. Rồi ok, bây giờ mình sẽ để cái này vào đây. Cho nó một khoảng cách xa xa tí các bạn nhé. Đó. Các bạn xem cái cánh này nó quay nhá. Mình thấy nó hút rất là nặng tay nhé. Ok rồi thì nó sẽ liên quan đến phần ben đá nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy quay không? Có nghĩa là nó dùng một cái lực của nam châm để nó quay cái cánh quạt này thôi. Đấy, thì là nó sẽ từ cái cánh quạt này sẽ guồng cái nước nó bơm ra ngoài. Chứ trong cái hộp này nó không có điện, không có gì đâu các bạn nhé. Cho nên nhiều bạn hay không biết là nguyên lý nó chạy như nào thì là nó sẽ dùng cái bơm này để nó quay cái cánh quạt này. Đó, như vậy là ok. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách kiểm tra cái motor này và cách tháo. Thì anh em là có nhu cầu sửa chữa về tủ lạnh thì liên hệ với mình. Thì mình chuyên sửa chữa tất cả các tủ lạnh hàng bãi. Ok, mình xin dừng video tại đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại thôi.